Cái mùa giải năm nay chắc là đặc biệt hơn nữa là tại vì năm nay là năm thứ 5 của mình, và đồng thời nó là cái championship, cái giải vô địch của Đông Nam Á, không châu Á Thái Bình Dương chứ. Thành ra mùa giải năm nay mọi người rất là nôn nóng để mà tham dự. Số lượng người Việt Nam năm nay thì tăng lên khá nhiều, rất nhiều hơn là số mà mọi người mong đợi. Năm trước thì chúng tôi hy vọng năm nay mình có khoảng được khoảng 1.000 người tham dự, thì năm nay chúng ta có hơn 1.000 người, 1.035 người Việt Nam tham dự trong cái giải ngày hôm nay. Thời tiết thì khi nãy mình có ngồi trên biển, mình nhìn coi thì thấy biển rất là tốt. Cái sóng vừa phải, không có lớn lắm. Và nghe dự báo thời tiết thì chủ nhật này trời sẽ có mây và có thể nó bị mưa nhẹ nhẹ. Thì cái đó cũng là một cái điều rất là tốt cho anh em, nhất là mọi người đang sợ cái nắng khủng khiếp của Việt Nam. Nhưng mà bản thân của mình thì mình thấy cái nắng chính là cái một phần của cuộc đua ở Đà Nẵng, làm cái sự đặc biệt của cuộc đua Đà Nẵng cho trong tất cả những giải Ironman của cả thế giới. Giải năm nay hình như nó càng ngày nó càng lớn mạnh hơn á. Tôi nhớ cái năm cô thi thì chỉ có khoảng 150, xong nó lên 350, xong nó lên 650, năm nay là lên đến 1.000 lần, hình như là Ironman càng ngày nó nở ra thì phải. Mà thời tiết năm nay thì cô thấy cảm thấy mùa này nó rất là oai bức, không có thấy lợi lắm, là vì vừa rồi lại thấy mưa, lại nắng. Chứ năm trước á thì nắng nhưng mà lại không có mưa. Năm nay nó vừa mưa vừa nắng thì không biết là đến ngày thi của mình á nó có bị mưa hay không. Nếu mà dái cho nó mưa vào lúc chạy thì quá tốt, chỉ sợ là nó mưa lúc bơi thì thật sự là không thuận lợi. Cô thì lớn tuổi rồi, cô chẳng có kỳ vọng cái gì hết, tại vì mỗi năm thì cô chỉ có rút ngắn thời gian lại. Thế như là năm đầu tiên cô tham gia đó thì cô là 8 tiếng 20, thì chứ sao là năm sau là cô lại 7 tiếng 45, thì năm nay là năm thứ ba thì cô không biết, thì mình cũng muốn là sẽ rút ngắn lại. Thì nhưng mà còn cái sức khỏe cho nữa, với thời tiết nữa không biết được. Tại vì cái tuổi của cô là cô không có thể như là trẻ là tôi quyết định như vậy, tôi quyết định tay ghép tôi như vậy. Không, cô chỉ đi chạy theo giống như là enjoy thôi. Điều gì giống của cô với bạn Ba Môn thì cô nói rằng là thực sự là mọi người nên tham gia cái môn này, thực sự là nó rất là hào hứng nè. Và nó là một cái phong cách sống, nó không phải là một môn thể thao mà nó là kết hợp của rất là nhiều môn thể thao, từ dinh dưỡng nè, từ phong cách sống nè, rồi từ bơi, đạp, chạy. Nói chung là vậy, nó hình như là những người trong này lại sẽ biết cách nấu ăn cho mình, rất là nó phù hợp với sức khỏe của mình á. Và thấy ai cũng sẽ giỏi lên á, rất là tuổi trẻ tự nhiên thấy giỏi lên, thấy sống biết cách sắp xếp nề nếp hơn. Có một sân chơi rất là lành mạnh cho tuổi trẻ nếu tham gia cái môn này. Nếu nói đến Ironman là thấy tình thấy hào hứng. Vâng, có lẽ điểm ấn tượng nhất của Ironman năm nay thì chính là cái lượng vận động viên tham gia của Việt Nam cực kỳ đông, hơn 1.000 người, gấp đến khoảng hơn 20 lần so với cả mùa đầu tiên hồi năm 2015. Và điều đặc biệt là không phải là chỉ là những vận động viên chuyên nghiệp hay là các câu lạc bộ lớn nữa, mà rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã ý thức việc này, từ các ngân hàng như là Techcombank hay là VPBank và nhiều doanh nghiệp khác nữa, họ đều ý thức là rèn luyện sức khỏe nhiều hơn nữa chứ không chỉ là công việc. Và dường như là như vậy thì khiến cho cái cuộc cạnh tranh của chúng ta càng ngày càng nóng lên. Và cái nóng lên này nó rất hợp với cả thời tiết hiện nay của Đà Nẵng. Chúng ta càng phải ganh đua để đạt được kết quả và vượt lên chính mình. Chúng ta hãy cùng be hip, be fit. Đến với Ironman năm nay thì Ngân hy vọng rằng cá nhân mình có thể vượt qua được cái kỷ lục cá nhân mà mình đã xây dựng vào năm ngoái. Thì năm nay thì Ngân đến với giải với tâm lý khá là thoải mái, tại vì mình đã cố hết sức trong quá trình tập luyện, mình đã cố giữ chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện từng ngày từng ngày. Thì ngày race chỉ là một ngày duy nhất mà thôi, cái quan trọng nhất là trong quá trình tập luyện mình có theo đuổi nó hay không, và trong ngày race mình có cố gắng hết sức hay không. Thì bây giờ tâm trạng của Ngân khá là thoải mái và hy vọng rằng trong ngày race mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và nếu không thì thực ra nhiều khi đó là ý trời thôi, và đó chỉ là một ngày duy nhất. Thì và mình có rất nhiều buổi Ironman 70.3 ở giải khác nữa và năm sau nữa, nên là mọi người cố gắng hết sức. Và đặc biệt Ngân có một lời nhắn nhủ đối với các anh chị lần đầu tiên tham dự giải Ironman 70.3 năm nay, tức là mọi người cứ vượt qua thử thách của bản thân là chính và an toàn là trên hết. Mình phải vui với giải cái đã, và những thành tích đôi khi nó sẽ từng bước có được. Đây là một môn thể thao đường dài, và thể thao đường dài không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể gặt hái được thành tích, mà chúng ta sẽ phải đi theo từng bước một. Năm đối với các anh chị năm đầu tiên mình đã cố gắng hết sức tập luyện rồi, thì năm nay cứ cố gắng vượt qua trên chặng đường đua, có thử thách gì mình cứ cố gắng vượt qua và hoàn thành chặng đua, đó là cái quan trọng nhất. Và đối với các anh chị năm 2, năm 3, Ngân nghĩ rằng chắc chắn các anh chị cũng chung tâm lý như Ngân, tức là muốn phá vỡ kỷ lục cá nhân của bản thân mình. Thì hy vọng rằng
mọi người năm nay sẽ gặt hái được kết quả tốt nhất mà chúng ta mong đợi.